Sự thật về các em dầu dưỡng môi Lip Oil, không tìm thấy bất kỳ một cái chiết xuất dầu nào có đúng một chất chuyên về dưỡng tình trạng môi đang nứt nẻ quá vậy. Với hương liệu thì cân nhắc bóng nhặt, nặng môi, thâm nhẹ, thảo giá, dung tích. Trong video này thì Trinh sẽ phân tích rất là chi tiết về bản thành phần cũng như là chia sẻ cái cảm nhận và trải nghiệm cá nhân của mình để mọi người có thể tham khảo nha. Đầu tiên về bản thành phần, tên của sản phẩm là Lip Oil, nhưng mà mình nhìn nát cái bản thành phần không biết có nhìn nhầm hay không, chứ mình không tìm thấy bất kỳ một cái chiết xuất dầu nào cả, toàn là chất tạo kết cấu thôi. Cho nên là lý giải tại sao cái kết cấu của em này nó cực kỳ đặc luôn. Điểm thứ hai, với tư cách là một cái sản phẩm dưỡng môi chuyên sâu, nhưng mà đọc vào bản thành phần thì chúng thấy có đúng một chất chuyên về dưỡng thôi, đó là honey extract, là chiết xuất từ mật ong á, và nó nằm cũng khá kiểu giữa cái bản thành phần, cho nên mình cũng không biết cái mức độ đậm đặc của nó tới đâu. Còn lại là rất nhiều chất làm mềm, cho nên lý giải tại sao mọi người bôi lên môi xong á, sáng hôm sau dậy mọi người sẽ thấy cái môi của mọi người nó siêu mềm luôn. Có một số nơi trên thấy là claim có cái hiệu quả tẩy da chết nữa, nhưng mà mình cũng không tìm thấy một cái thành phần tẩy da chết nào ở trong này. Em này lên trên môi á thì cái màu nó trong suốt và mọi người không có cái màu gì hết nha, nhưng mà nhìn vô bản thành phần thì rất nhiều chất tạo màu. Mọi người tưởng tượng như là mình kiểu xài ý y là một cái sản phẩm dưỡng thôi mà, mình đâu có nghĩ đây là một cái cây son có màu đâu, cho nên mình sẽ không quan tâm quá nhiều về cái việc là tẩy trang chuyên cho cái vùng môi. Thì thử hỏi là sau một cái thời gian dài xài như vậy thì môi của mình có bị thâm không? Điểm lưu ý cuối cùng về bản thành phần là em này có một cái mùi nó khá là ngọt, cũng hơi hao hao mật ong, nhưng mà nhìn vô bản thành phần thì có hương liệu, cho nên là với những bạn mà tình trạng môi đang nứt nẻ, vết thương hở hoặc là quá nhạy cảm với hương liệu thì cân nhắc nha, nó sẽ gây ra những cái hiện tượng ứng ngứa hoặc là mẩn đỏ khắp cả cái viền môi của mọi người đó. Tiếp theo thì sẽ là về phần cảm nhận cá nhân. Trong em này nó không có dầu dưỡng nên em này không phải kiểu lên môi mà bóng dầu đâu mọi người, mà nó bóng nhảy nha, nó nhảy rồi mà nó dính, nó nặng môi cực kỳ luôn, không có được thoải mái như là những cái loại dưỡng chuyên sâu khác mà mình xài. Nhưng mà được cái là em giữ ẩm rất lâu luôn nha, sáng hôm sau thức dậy thì mình vẫn cảm giác là môi mình nó còn ẩm một xíu, nhưng đặc biệt là môi của mình nó rất mềm. Tuy nhiên thì cái cảm giác mềm này á mọi người, Trinh cảm thấy là nó khá là tức thời thôi. Trinh xài liên tục một tuần lễ hàng đêm luôn, sáng dậy thì thấy mềm, nhưng mà kiểu tầm khoảng cỡ vài tiếng sau bắt đầu là không có bôi dưỡng lại thì nó quay trở về cái cảm giác khô căng như cũ. Thậm chí là Trinh bắt đầu thấy nó có một cái hiện tượng thâm nhẹ. Tặng nói về cái chuyện là Trinh rất là thích bôi một cái lớp dưỡng môi thiệt là dày trước khi đi ngủ, thì cái đầu cọ son siêu to khổng lồ của hãng này nó giúp mình tiết kiệm thời gian hơn rất là nhiều. Cá nhân mình là thích bôi tràn cái viền luôn, nhưng mà riêng đối với những bạn mà môi nhỏ hơn hoặc là không thích bôi mà lan ra bên ngoài thì Trinh nghĩ cái đầu cọ này nó sẽ hơi khó khăn một xíu, nhất là kiểu cái cảm giác chất nó dính nữa thì chắc là nhiều bạn sẽ không thích. Trinh tìm mòn mỏi luôn thì mới thấy được là dung tích 5ml. Mình cũng không biết là tại sao phải khó tìm như vậy, hay là tại vì dung tích quá khiêm tốn cho nên người ta không muốn để nó lộ liễu. Thì với cái dung tích 5ml như vậy mà giá Trinh nhớ hình như là tầm khoảng có 130.000 á, thì nó không phải là rẻ đâu. Nhất là cái chuyện mà nó xài hao kinh khủng luôn á mọi người. Trinh xài liên tục kiểu khoảng một tuần á thì mình thấy là nó vơi đi ít nhất cũng đã phải 2/3 rồi. Nhưng mà tôi phát hiện ra là cái đầu cọ này dường như không đơn giản chỉ để phục vụ cho cái chuyện apply trên môi, mà nó còn tạo ra một cái ảo giác về cái dung tích sản phẩm ở bên trong nữa. Đây thì mọi người quan sát đi, tại sao Trinh nói như vậy nha. Khi mà mình đóng chai lại á thì cái lượng sản phẩm ở bên dưới mình nhìn nó sẽ còn khoảng cỡ 3/4 đúng không? Nhưng mà bây giờ nè, Trinh mở nắp nè và lôi cái cọ bự ra bên ngoài thì mọi người sẽ thấy có một cái sự tuột sản phẩm không hề nhẹ, thấy chưa mọi người? Từ 3/4 mà bây giờ nó còn chưa đến 1/2 nữa. Thì nguyên nhân nó rất là đơn giản luôn, khi mà cái đầu cọ to như vậy mình nhúng nó vô đúng không? Thì cái sản phẩm nó sẽ bị đẩy lên. Nói chung là sau khi xài em này xong thì xét về hết tất cả mọi thứ luôn, cái giá tuyệt đối mình mua về thì nó rẻ, nhưng mà về những cái lợi ích mà nó mang lại cũng như là cái giá trị sản phẩm thật sự trong này, về bản thành phần, tất cả mọi thứ hiệu quả trên môi luôn, thì ngoài cái chuyện mà nó tạo được cái cảm giác là môi mình nó rất là ẩm ở lần đầu mình bôi xong rồi nó có hiện tượng mềm ra, còn lại thì Trinh thấy nó chả làm được gì lâu dài cho môi của Trinh cả, nên cá nhân mình thì sẽ không mua lại nha. Còn dĩ nhiên thì bạn nào xài hợp xài thích thì tiếp tục xài nha mọi người, không có vấn đề gì hết trơn đó. Nhớ để lại comment bên dưới về cái trải nghiệm của mọi người đối với em son này như thế nào nha, hoặc là mọi người muốn Trinh review thêm một cái em son dưỡng hay là một cái sản phẩm dưỡng môi nào khác nữa cũng nhớ là để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye.